Một bộ ảnh cưới theo phong cách retro, hoài cổ đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Khung cảnh đậm chất miền Tây hồi những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Màu ảnh ngả vàng như những tấm hình trong cuốn album mà chúng ta từng lần dở năm xưa. Con đường làng bằng đất, sạp hàng tạp hóa trước căn nhà dách dáng, hay cây cầu bắc xuống dòng sông. Tất cả như gợi lại ký ức cho những người thế hệ 8X, 9X vì một thời ấu thơ nhiều hoài niệm. Đó là bộ ảnh do chàng trai Lê Thái Khang, một người con của mảnh đất An Giang thực hiện. Con đường đến với nghề chụp ảnh của anh chàng này cũng khá đặc biệt. Bạn nào thích chụp ảnh thì đừng bỏ lỡ câu chuyện mà Trung Nhã sắp kể sau đây về chàng trai ấy nha. Cách đây hơn 3 năm, anh bạn Lê Thái Khang đón chào cô con gái đầu lòng trong một tình huống có phần vội vã. Cô bé có cái tên rất mộc mạc, bé Gạo. Do Gạo sinh non nên cần phải có sự túc trực chăm sóc của ba mẹ. Chính vì thế Thái Khang đã phải bỏ hẳn công việc tại một ngân hàng lớn để dành thời gian bên con. Và cơ duyên đã dẫn dắt Khang đến với nghề chụp ảnh. Làm ngân hàng thì phải tính toán với mấy con số nghe có vẻ khô khan. Vậy tại sao Khang lại chuyển hướng sang công việc đầy tính nghệ thuật như là chụp ảnh? Chính Lê Thái Khang còn cảm thấy đó là một quyết định táo bạo của mình. Cái nghề này thì trong gia đình không có ai có cái nền tảng nào hết. Nói chung là mình tự đi trên chân mình đó, đi từ số không thôi đó. Là thật sự là số không luôn đó. Thì khó khăn thì rất là nhiều. Tại vì lúc ban đầu mình nghĩ là nghề chụp ảnh thì nó cũng đơn giản thôi. Mà mình bắt đầu tham gia vô thì mình thấy cái lượng kiến thức nó quá nhiều, mình bị ngợp về ban đầu. Đó, như cái thứ hai nữa là mình không có nền tảng hay là bà con nhập họ gì vậy. Thì hay không có ai dẫn dắt á, dẫn dắt mà mình sẽ đi cái con đường nó hướng như thế nào. Không biết đi là đi sẽ đi đâu, đi đường nào, và gặp ai. Trong những ngày rong ruổi đầy suy tư, Thái Khang đã chọn cho mình phong cách chụp ảnh hoài cổ. Bởi bạn muốn tìm cho mình một lối đi riêng giữa rừng nhiếp ảnh gia và studio chụp ảnh hiện nay. Và sức may mắn là Khang gặp được những khách hàng đồng điệu với mình. Đó là một đôi bạn trẻ đang yêu thích chụp trong khu tập thể cũ. Một cô dâu yêu màu áo dài trắng, tay ôm bó huệ đỏ như mẹ mình ngày xưa. Một gia đình ba người hạnh phúc bên góc nhà rêu phong, hay những cô cậu choai choai trong bộ đồ chất lừ của thập niên 80-90. Nếu như mà mình chọn một cái gì đó nó chung chung, nó cũng giống người khác và người khác cũng làm được thì nó không hấp dẫn nữa. Cái loại chụp ảnh đó nó không có yêu cầu là bạn phải sang trọng bạn mới chụp được, hay là bạn phải cá tính, hoặc là bạn có chất, hoặc bạn ngầu này kia chụp mới được. Thì cái loại nhiếp ảnh mà nó theo phong cách mà cổ á, mình nó dễ chụp lắm. Nó có thể là chụp cho ví dụ như ba mẹ mình cũng được, bạn bè cũng mình cũng được, chụp ở đồng quê cũng được, chụp ở thành phố cũng được. Thì nó phù hợp với cái khu vực của mình nhiều hơn. Chứ nếu như mà muốn mình theo phong cách mà ví dụ như sang trọng này kia, về những con đường quê, ở quê, ở đồng ruộng thì chụp nó không có phù hợp lắm. Khi ngắm nhìn những tấm hình do Lê Thái Khang chụp, nhiều người không nghĩ rằng trong cuộc sống hiện đại nhiều thứ đổi thay này, Khang lại chọn được những bối cảnh đầy hoài niệm đến thế. Cái hay ở đây là cậu bạn đã tìm ra được những góc nhỏ rất tinh tế cho từng shot hình đẹp và thả cảm xúc của mình vào đó. Thế là một bộ hình đẹp ra đời. Để có được bối cảnh ưng ý, Khang đã từng có nhiều ngày lang thang trên đường, ngó nghiêng khắp nơi, và đôi khi còn phải chịu cả sự hiểu nhầm của người dân nữa. Nhiều khi người ta tưởng mình đi ăn trộm, mình chạy xe, mình xem những cái mình tiện cái view á, thì mình rất là hay đi tiện view, mình chạy xe mình ngoái nhìn ta, nhìn nha, chạy xe lúc nào cũng ngoái nhìn vô nhà người ta chứ. Thì khi người ta tưởng mình ăn trộm thì chạy xe tiện view bị chó ngược hoài. Là mình thích những quảnh chụp ở đường phố, ở khu vực những cái đường con
con hẻm cũ nè, những cái vách tường nó hơi rong rêu nè, rồi ở chụp ở chợ, những cái chợ của mình đó, rồi hôm trước mình có chụp bộ ảnh cưới ở ở vùng quê ở trên Bình Hòa của Châu Thành, An Giang, đó là bộ ảnh cưới của hai bạn đó hấp dẫn. Nói chung là mình thích đó, chụp ở những nơi mà người ta nghĩ rằng là mình sẽ không chụp ở đó. Đó thì những cái nơi mình thích thì như bạn như mới như nói bạn biết đó, là những con hẻm cũ, những cái ngôi nhà cũ có cái gạch hồi xưa giống như hồi xưa vậy đó. Tại vì cái chất hình mà hoài cổ đó, nói chung là không hiểu sao nó cho mình cái gì đó nó gợi nhớ mình về những cái năm hồi xưa gắn liền với tuổi thơ của mình đó. Tại vì nói chung là không biết sao nó in đậm vô trong cái đầu của mình đó, thì khi mà gặp những cái nơi mà nó cũ, nó hoài niệm, mình có cảm xúc đặc biệt trên này đó. Ảnh của Khang rất tự nhiên. Cậu bạn bắt được những nụ cười nè, những cử chỉ đầy hồn nhiên và bình dị của nhân vật, chứ không để nhân vật diễn một cách gượng gạo. Và một trong những bộ ảnh dễ thương như vậy là lúc Khang chụp các bạn trẻ chơi lại những trò chơi thuở xưa như là nhảy dây, tán lon, nhân dân. Sự phối hợp vô cùng ăn ý của người chụp và các bạn trẻ đã cho ra một bộ hình nhắc nhớ ký ức tuổi thơ của mỗi người. Nó rất là hay, nó rất là đẹp. Nó đẹp ở trong từng cái cảm xúc, nó đẹp trong từng cái trò chơi, nó đẹp trong từng cái nguyên tắc chơi. Mấy bạn đó chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị đầy đủ và có ra chất. Tại vì mỗi chi tiết trong bộ ảnh nó đều ảnh hưởng đến mình. Ví dụ như là sợi dây thun thắt như thế nào, trò chơi đó sẽ chơi như thế nào, và những đứa trẻ hồi xưa nó sẽ di chuyển như thế nào, nó sẽ chơi ở đâu, cầu gì, màu như thế nào đó. Nói rất là nhiều chi tiết thì mấy bạn đó là chuẩn bị rất là ok về cái nội dung đó. Nhà văn Nguyễn Khải từng viết như thế này: với người già, bất kể ai, cái thời đã qua luôn là thời vàng son. Mỗi thế hệ đều có thời vàng son của họ. Hình của Thái Khang giúp chúng ta nhớ lại thời vàng son của chính mình. Cậu bạn mong muốn mọi người khi ngắm nhìn không chỉ nhớ lại ký ức, mà còn biết trân trọng những khoảnh khắc trong hiện tại. Bởi nếu vô tình bỏ qua rồi, thì chúng ta chỉ có thể tìm lại được trong hình ảnh mà thôi.